Hello, xin chào mọi người đã trở lại với channel của mình nhé. Hôm nay một cái chủ đề mà mình đã ấp ủ rất là lâu rồi, mình muốn chia sẻ lại cái quá trình mà mình chăm sóc tóc, rồi là cái quá trình phục hồi cái tóc của mình như thế nào. Tại vì trước đây ấy, tóc của mình cách đây 2 năm thì mình cắt cắt rất là ngắn và đã thực hiện rất là nhiều cái hóa chất ở trên đầu mình, ví dụ như là uốn, nhuộm, rũi. Và cái hại tóc nhất đấy là cái nối tóc mà mình đã nối trong gần 2 năm nhé mọi người. Thì qua cái quá trình mà mình tháo cái bù nối cuối cùng ấy thì mình cảm thấy rất là sốc, tại vì cái tóc của mình ở trên đầu không có nhiều như cái trước khi mình nối, và mình đã không không có chụp lại cái hình ảnh lúc đấy cho mọi người nhìn thấy. Nó rất là thảm hại, tức là khi mình thả tóc ra mình cảm giác mình vuốt vào tóc như là bị hói đầu ấy, cho nên là mình đã quyết tâm nuôi dưỡng và phục hồi cái tóc. Và để hôm nay ngồi đây chia sẻ cho mọi người là mình đã trải qua rất nhiều sản phẩm nhá, rất nhiều sản phẩm, rất nhiều phương pháp, và đã mất rất là nhiều tiền. Nhưng mà khi mình tìm ra được một cái sản phẩm này, mình cảm thấy rất ưng ý, và mình thấy rằng là khi dùng sản phẩm, cái quan trọng nhất là nó gọi là nó tái tạo lại cái sợi keratin ở trên tóc của mình. Và cảm giác khi mình sờ vào tóc như thế này này, mình vuốt vào, mọi người nhìn thấy không? Mình vuốt như thế này nó còn mềm mại và nó còn luồn tay vào được. Còn trước khi nhá, trước đấy khoảng tầm mấy tháng nhá, thì mình không thể nào, tức là gội xong nó cảm giác rất là sơ và không thể nào sờ vào tóc được như thế này. Đây mọi người nhìn thấy này. Ngày trước ấy, khi mình nối tóc đấy, thì mọi người, những ai đã nối tóc thì mọi người đã biết rồi, tức là cái tóc của cái chân tóc của mình ấy là tóc tơ, sợi rất là mỏng luôn, cho nên khi mình nối ấy, thì cái búi đấy, cái búi nối ấy, thì nó làm cho cái chân tóc của mình rất là đau, và nó làm cho cái tình trạng rụng rất là nhiều. Và không không cần phân tích và nói nhiều về cái vấn đề này, mình sẽ chia sẻ ngay với mọi người cái sản phẩm mà mình đã dùng trong gần 2 tháng qua, gần 2 tháng, tức là để đủ cái trải nghiệm, để đủ cái thời gian mình xem cái tóc của mình nó phục hồi như thế nào thì mình mới làm video để chia sẻ. Ok, cái sản phẩm mà mình muốn review đến mọi người hôm nay đấy là cái sản phẩm, bộ sản phẩm trong cái bộ chăm sóc tóc của nhà Olaplex. Và hiện tại mình đang sở hữu bốn bốn cái chai như thế này, nó có từ số 3 này, số 4, số 5 và số 6. Thì trong số 3, số 4, số 5, số 6 nó có dầu gội, dầu xả và kem ủ tóc là số 3 này, ủ tóc là số 3, dầu gội là số 4, rồi dầu xả là số 5, và cái dầu xả khô là số 6. Tại vì tóc mình rất là khô và nó lại bị bóng dầu, tức là nếu mọi người dùng thì mọi người sẽ dùng thêm tinh dầu nữa, nhưng mà mình thì mình lại không dùng tinh dầu, tại vì tóc mình mà dùng tinh dầu vào chỉ được từ đầu giờ sáng đến cuối giờ chiều là nó đã bết dính rồi, cảm giác rất là khó chịu, nên mình không dùng, và mình dùng thay vào đấy là cái em xả khô số 6 này. Khi mình mua những cái sản phẩm này về thì mình hơi bị sốc, tại vì mọi người biết không, cái bộ sản phẩm số 4 và số 5 này ấy, thì nó có cái giá là 850.000 mà nó chỉ được có 250 ml, nhưng mà mọi người, còn cái số 3 và số 6 thì nó chỉ được 100 ml, nó bé tí như thế này thôi, và với giá là 475.000 một chai như thế này là 100 ml. Khi mình dùng ấy, mình khá sốc, tại vì với cái giá đấy thì với giá gần 500.000 mà mọi người được 100 ml, với cái tóc của mình ấy, thì nó mỏng thì ok, nhưng với tóc những bạn nào mà dày, khá dày, dùng chắc được 1 đến 2 3 lần là cùng. Nhưng mình thì mình cũng thấy là với em này, với kem ủ tóc này thì là mình dùng cũng được 5 6 lần là hết. Và hôm nay ấy, qua 2 tháng trải nghiệm sản phẩm thì mình rất là tâm đắc, và mình quyết tâm làm video này để chia sẻ cho mọi người, để mọi người có một cái sự lựa chọn. Tại vì sao? Giá thành nó sẽ đi đôi với lại cái chất lượng, tuy nó hơi đắt và cái mil của nó thì hơi ít, nhưng mà nó chất lượng của nó thì lại làm cho mình rất là hài lòng, cho nên là quyết tâm làm video để chia sẻ với mọi người. Ok, mình sẽ đi vào đầu tiên, đấy là cái sản phẩm dầu gội đầu nhá. Cái dầu gội đầu này nếu mà mọi người mua tách lẻ ra là cũng là 475.000, nhưng mọi người mua combo thì là có 850.000. Và khi mình dùng cái dầu gội này mình rất là bất ngờ, tại vì mọi người biết sao, với cái mil nó là 250 ml, nhưng mà khi mọi người dùng một lượng rất là ít. Và nói đến cái thành phần của em số 4 này thì mình thấy là trong cái bảng thành phần của nó thì mình thực ra mình cũng không hiểu về thành phần trong trong này lắm, mình cũng không phân tích, nhưng mà mình đọc qua cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất ấy, thì nó không có cái gì, tức là không có cái thành phần nào nó có tác hại cho tóc của mình, và cả những cái sản phẩm thành phần ở trong này là những thành phẩm thuần chay nha mọi người. Và sản phẩm nhà Olaplex thì nó là xuất xứ từ Mỹ, và mình cảm giác là khi mình mua những cái dòng sản phẩm từ Mỹ, mình cảm giác rất là an tâm cho con người, nên là mình không có lăn tăn gì về cái sản phẩm này, mà mình chỉ lăn tăn về cái giá và cái mil của nó quá ít thôi. Còn cái kết cấu của nó thì cũng khá đặc, khi mọi người lấy trên tay ấy, một với tóc mình thì mình lấy
một lượng rất là ít và nó tạo bong rất là tốt. Nhưng mà khi dùng, tức là tóc mình nhá, trước khi dùng cái này, mình chia sẻ thật với mọi người luôn là trước khi mình dùng cái em dầu gội nhà Olaplex này thì là tóc mình khô này, sơ này, trẻ ngọn này, và thậm chí là rất là hay ngứa, tức là mình dùng dầu nào mình cũng cảm thấy ngứa hết. Và mình không bao giờ gội đầu ở nhà nhá, không bao giờ gội đầu ở nhà, mình luôn luôn đi gội thợ để cái tóc của mình nó phải nói làm sao nhỉ? Nếu mà mình gội nhà, mình sấy ở nhà ấy, cảm giác nó rất là chán, nó rất là sơ. Nhưng từ khi mình dùng cái bộ này thì mình cảm thấy là cái việc gội đầu ở nhà nó rất dễ dàng và không có bị ngứa nha mọi người. Tuy là khoảng tầm nếu đi gội bình thường mình vẫn là ngày đầu ngày thứ hai thì tóc mình đã bết rồi, nhưng mà và cái kem này thì nó cũng như thế, nhưng thay vì nó bết nhưng mà nó không có bị ngứa và cảm giác khi mình sờ lên tóc nó rất là mượt. Đây, trước đây mình không thể vuốt tóc được như thế này đâu mọi người nhá, nhưng bây giờ thì cái việc vuốt với mình nó rất là đơn giản rồi. Và nói đến cái kết cấu thì là mình đã nói rồi, nó khá đậm, và khi mọi người dùng một lượng rất là ít, nên là với cái giá này thì nó hơi đắt, nhưng mình dùng được rất là lâu dài. Và khi mình thấy là nó đắt mà nó sắt ra miếng ấy, nên là mình không có lăn tăn nữa. Một hai lần đầu thì mình hơi ngỡ ngàng, tại vì sao với cái giá thành nó đến 500.000 mà về lần đầu tiên mình xả rất là nhiều. Ôi, mình thấy nó tạo bọt và nó sạch, không như những cái dòng sản phẩm khác mà trước đây mình dùng, thì mình cũng khá bất ngờ với cái kết cấu của nó và cái mùi hương của nó. Thì là mọi người dùng những cái sản phẩm mà nó là sản phẩm dầu cặp, dầu bộ ấy, thì mọi người sẽ thấy những cái sản phẩm nào nó có giá thành nó cao ấy thì nó sẽ có một cái mùi rất là thơm kiểu nhẹ nhàng, chứ nó không có nhiều thành phần hóa học ở trong đấy. Khi mọi người dùng những cái sản phẩm mà nó dưới 200.000, 100.000 thì mọi người sẽ thấy được cái mùi mà nó có pha lẫn với lại hóa học và tạp chất, những tạp chất khác, thì nó tạo lên cái mùi nó rất là nặng. Nhưng mà cái em này thì nó mùi nó thoang thoảng, mùi như là mùi cam, mùi quýt ấy, nó kiểu nhẹ nhàng. Và nó mình thì mình rất là thích những cái mùi nào nó nhẹ nhàng mà nó tươi mát, chứ mình không có thích nó quá là nặng mùi. Và cái sản phẩm này thì đáp ứng về cho mình này, thứ nhất là cái kết cấu, thứ hai là cái mùi, và thứ ba là thành phần nó không có ảnh hưởng gì đến tóc của mình và tạo được cho mình một cái cảm giác nó sạch sẽ và nó khô thoáng ở trong cái chân tóc của mình. Cho dù là có bết nhưng mà cái chân tóc này không bao giờ bị mùi, và nó làm sao không có gầu nhá. Đặc biệt khi gội cái em này xong không có gầu luôn. Nếu chị em nào mà chưa gội cứ thử đi. Tức là với giá thành này thì có thể là khi mình mua ấy thì mình cảm thấy là nó hơi cao, nhưng mà khi các bạn sử dụng thì các bạn sẽ thấy rằng là với một lần sử dụng, 10 lần sử dụng, rồi là nhiều lần sử dụng tiếp theo, thì là cái giá thành này nó chia nhỏ ra thì không có đắt nha mọi người. Với mình thì mình cảm thấy không có đắt. Và cái hiệu quả sử dụng thì mình đã nói rồi, nó sạch ở cái chân tóc này, rồi nó rất là suôn mượt, và khi gội thì nó không có bị khô tóc, không bị khô tóc như mọi người. Và cái cảm giác sơ rối rồi rụng tóc nó không còn nữa. Tại vì mọi người biết rồi, những người nào mà đã nối tóc là biết rồi, tức là đã nối tóc thì khi mình tháo nối cái tóc của mình nhá, tháo ra nó rất là mỏng và yếu, thậm chí nó rụng rất là nhiều một thời gian đầu và một tháng đầu tiên nhá, rất là sốc luôn. Nhưng mà khi mọi người phục hồi đúng sản phẩm thì cái tình trạng này nó sẽ giảm đi và nó giảm hẳn luôn. Với cái em dầu gội này thì mình rất là thích. Còn cái dầu xả của nó cũng thế. Khi mình dùng dầu xả ấy thì mọi người đã biết rồi, dùng dầu xả là để tái tạo lại cái nếp tóc của mình, làm cho cái tóc mình nó không có bị khô, bị sơ rối. Thì với cái em này thì mình thấy là đáp ứng được những cái yêu cầu của mình. Về giá thành hơi cao nhưng chất lượng thì khá ok, và đặc biệt là nó không có cái tình trạng mà nặng cái chân tóc này mọi người này. Tức là mọi người dùng những cái sản phẩm dầu khác đến một ngày đầu, ngày thứ hai, cảm giác cái tóc của mình, cái chân tóc của mình nó rất là nặng. Nhưng mà khi mọi người dùng cái dầu gội này và cái dầu xả này, nếu tóc ai mà khỏe thì thậm chí không cần dùng đến cái tinh dầu và cái em số 6 này là cái em xả khô ấy, thì mọi người cũng không cần phải dùng. Cái em số 3 này thì mình cũng chia sẻ cho mọi người được biết luôn, với cái giá là 475.000 và số ml là 100 ml, thì mình cảm giác rằng là với cái giá thành này nó hơi cao. Mọi người nhìn thấy này, nó bé xíu, nhưng mà khi dùng một hai lần đầu thì mình thấy cái tóc của mình nó cải thiện rất là rõ ràng luôn nha mọi người. Và khi cái sản phẩm này mình đọc, mình thấy rằng là trong cái sản phẩm này nó có lá hương thảo này, rồi là hoa hướng dương, chiết xuất từ hoa hướng dương, vitamin E và dầu hạnh nhân, thì những cái sản phẩm này
nó là những cái sản phẩm để giúp cho cái tóc của chúng ta cải thiện được cái tình trạng khô sơ rối và nó tái tạo được cái keratin ở trên tóc của mình và phục hồi được cái tóc mà cảm giác là nó không có bị trẻ ngọn, rồi là nuôi dưỡng cái tóc của chúng ta nó nhanh dài nhanh tốt ra. Thì mình thấy rằng những cái sản phẩm mà ủ tóc trước mình dùng thì nó không được như như cái sản phẩm này, và mình rất là hài lòng. Tuy rằng là nó hơi đắt, thì 100ml mà gần 500.000 thì mọi người thấy nó quá đắt, nhưng mà khi mọi người dùng mọi người sẽ thấy nó đắt nhưng mà nó sắt ra miếng, và cái kết quả sử dụng nó rất là gọi là làm cho mình rất là bất ngờ và thấy rằng đồng tiền mình bỏ ra cảm giác rất là xứng đáng. Mình không có chê trách gì, chỉ chê trách một cái là nó quá ít với cái giá thành này thì nó quá ít. Và khi cái kết quả sử dụng sau 2 lần thì mình thấy được cái tóc của mình, cái sợi tóc nó chắc hơn, nó khỏe hơn, và cái tình trạng sơ rối nó đã được phục hồi rất là nhiều. Mọi người có thể tại vì mình không có chụp lại trước cái thời gian mình dùng BM này, nhưng xoay về thời gian trước thì mọi người có thể biết là mình nối tóc, và những ai đã nối tóc thì mọi người sẽ hiểu được cái cảm giác sau khi mọi người tháo cái tóc nối ra nó như thế nào. Nhưng với cái em này thì mình thấy khá hài lòng. Mọi người chỉ cần ủ trong vòng 30 phút thì mình sẽ mix cùng với lại cái dầu dừa ấy, thì khi ủ 30 phút xong thì mình gội lại thì cái cảm giác của tóc nó khỏe hơn. Hay là dầu dừa thì nó kết hợp vào đây thì nó sẽ giúp cho cái tóc của mình kích thích được cái độ mà nó mọc lên thì nó nhanh hơn. Nó kết hợp với cái sản phẩm ủ tóc này nữa thì nó khá là ok và mình rất là hài lòng. Nói thực ra là mình hài lòng thì mình mới chia sẻ với mọi người nhá. Và tiếp theo đấy là cái sản phẩm dầu xả khô số 6 này. Những ai dùng cái dầu xả khô của những cái thương hiệu khác thì mọi người cũng sẽ biết những tóc nào mà khô sơ rối thì dùng xả khô vào cảm giác luồn tóc nó dễ hơn này, rồi là nó bóng mượt hơn cho tóc của mình. Và cái em này nó cũng không ngoại lệ, nhưng mà cái kết cấu của nhà Olaplex thì nó rất là đặc. Tất cả những cái sản phẩm này mọi người thấy không, với cái giá thành thì nó khá là cao. Em số 3 và số 6 này nó ngang tiền nhau với mức giá là 475.000 thì nó khá cao với 100ml, nhưng mà kết quả quan trọng nhất là vẫn là kết quả. Như mọi người những tóc, những người nào mà khỏe ấy, thì mọi người sẽ thấy là ở với cái giá thành đấy mọi người không cần thiết, nhưng những ai mà tóc khô sơ rối rồi là đi tẩy tóc rồi là đi làm những cái hóa chất khác thì mọi người sẽ thấy nếu dùng những cái sản phẩm cũng ok, cảm giác như là một cái mớ bong bong ở trên đầu mình, nó rất là khó chịu. Cho nên là hai cái sản phẩm này nó tuy nó bé nhưng nó có võ với mọi người. Với em số 6 này thì nó khác biệt với cái số 3, là em số 6 này khi mọi người xả khô thì mọi người sẽ không cần phải xả lại bằng nước lạnh, và mọi người sẽ để nó khô tự nhiên, nó để nó khô tự nhiên, không cần phải sấy. Những tóc người nào mà dày quá thì mọi người sấy qua vào cái chân thôi, còn đâu thì mọi người cứ để thế cho nó khô thì nó sẽ có cái kết quả gọi là tốt hơn. Những cái tóc mà đã tẩy, đã sơ, đã rối rồi thì mọi người không dùng máy sấy nhiều, tạo nếp nhiều thì cái tóc của mình nó sẽ yếu đi rất là nhiều. Nên là mình khuyên là những ai mà dùng cái em số 6 này thì mọi người sẽ thoa vào lúc tóc đang ẩm và để nó khô tự nhiên nhá. Với tóc mình thì đây, mọi người có thể nhìn thấy này, với cái tóc hư và sơ rối như cái tóc của mình mà nó còn phục hồi được thì những cái gọi là những cái bạn nào mà bị nhẹ thì nó rất là ok. Tuy rằng giá thành cao, mình nói đi nói lại với mọi người là tuy rằng giá thành cao nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái kết quả cuối cùng. Và cái kết quả của nhà Olaplex này thì mình thấy rất là hài lòng về thành phần, rồi là về kết cấu, về mùi hương, rồi về kết quả và cái tác dụng của nó thì mình đánh giá rất là cao. Và những chị em nào mà đang còn lăn tăn về giá thành thì mình nghĩ là không nên lăn tăn. Tại vì sao? Số tiền nó cao, số mil nó ít, nhưng mà quan trọng nhất là cái kết cấu nó đặc thì mọi người dùng được rất là lâu. Và cái kết quả cuối cùng của mọi người là phục hồi được tóc này, giảm được tình trạng khô sơ trẻ ngọn và giúp tóc của mọi người bóng mượt hơn. Thì thay vì chúng ta bỏ ra 1 triệu, 2 triệu chúng ta đi phục hồi ở salon nhưng mà chúng ta không có thời gian đi được nhiều, nhưng mà cái này hàng ngày mọi người dùng, cái xả khô này hàng ngày mọi người dùng này, và cái ủ tóc số 3 thì mọi người sẽ ủ tóc bằng em số 3 này nha mọi người. Một tuần mọi người ủ cho mình tầm 2 đến 3 lần nhé, và mix cho mình cái tinh dầu dừa này với liều lượng là 22, thì ngoài cái việc làm xua mượt tóc thì nó còn kích thích cho tóc chúng ta mọc nhanh hơn nhé. Chúng ta sẽ làm ướt cái tóc của mình, sau đấy chúng ta sẽ thoa hỗn hợp này lên, và chúng ta nếu mà có máy ủ thì tốt, mà không thì chúng ta sẽ ủ bằng cái nón ủ tóc này nhé mọi người, trong vòng 30 phút. Thì sau khi 30 phút chúng ta ủ tóc xong thì chúng ta sẽ gội lại bằng cái số 4 này, số 4 xong thì chúng ta sẽ xả lại bằng số 5. Và rất là đơn giản, chúng ta làm khô tóc và mọi người sẽ gội trong vòng 2 đến 3 tuần, mọi người sẽ thấy được lượng tóc rụng giảm đi rất là nhiều. Và cái bước cuối cùng đấy là cái bước xả khô này nhá mọi người. Thì cái xả khô này mọi người dùng thì đấy, sau khi 2-3 lần mọi người sẽ thấy được lượng tóc, 1 đến 2 lần sử dụng mọi người thấy được cái tình trạng tóc
khô sơ rồi các kiểu, nó giảm đi rất rất là nhiều luôn, nhất là cái vấn đề tóc rụng ấy. Thì qua mỗi lần gội thì nó sẽ cải thiện lên tình trạng cho mọi người, để mọi người nhìn thấy luôn nhá. Với cái đánh giá của bản thân mình ấy, khi dùng tất cả cái sản phẩm của nhà Olaplex thì mình hoàn toàn hài lòng và mình cảm giác là cái tóc mình được cải thiện lên rõ ràng luôn từng ngày. Đây mọi người nhìn thấy là cái tình trạng mà tóc rụng nhá, tóc khô sơ rồi nó hoàn toàn được cải thiện luôn đó mọi người. Mọi người chưa dùng thì mọi người nên dùng. Ok, mình sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn sự yêu thương ủng hộ của tất cả mọi người. Mọi người nhớ like, subscribe cái kênh của mình để mình có thêm nhiều động lực hơn làm những cái video tiếp theo hay hơn nhé. Và đừng quên nhấn cái nút chuông ở bên phải để khi mình ra video mới mọi người sẽ là người gặp mình đầu tiên. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Bye bye.